Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món sò điệp nướng. Sò điệp nướng thì nó có nhiều món, nhưng trong đó là khi nướng mỡ hành. Thì bạn thấy tại sao mình lại lấy từng cái sò điệp mình gõ thành nước á, để cho nó thực sự để nó văng cát ra. Chứ bình thường mình ngâm nó vẫn ra cát nhưng mà vẫn còn hạt sạn. Thì mình làm nhiều á, mình thấy một á là bạn ngâm thì nó văng ra nhưng mà vẫn có sạn. Còn bạn kỹ hơn á, rảnh rỗi hơn á thì là như cách của mình. Thì nó gõ từng cái để tấm cái theo luật quán tính á, nó sẽ đi mấy cái đi. Mình áp dụng cũng thấy nó cũng hiệu quả, cũng hơi mất thời gian. À, đây là thành quả sau một thời gian làm. Thì ra người ta là đem như là ngâm, còn mình không có ngâm, mình vô mình gõ luôn, bụp. Nó ra cát luôn, nhanh chóng, tiện lợi, nhưng mà hơi mất thời gian. Ăn uống làm kỹ quá nên rất mất thời gian. Thì nguyên liệu của nó thì để nướng thì chắc chắn là bạn sẽ biết rồi, hành, tép mỡ và dầu để nướng cho nó tạo mùi thơm phức và chín cái sò hơn. Chứ mà không dùng này là bằng nướng nó không có chín đâu, nó còn sống. Thì bạn nhắc cái món này chắc chắn là bạn thèm rồi. Nói chung là dân biển là ai cũng thích mấy món này, món nướng. Còn ở trên miền núi thì chắc không thích đâu ha. Nhưng mà mỗi người sở thích mà. Thì quay video này đủ chủ yếu là để lưu lại kỷ niệm thôi, chứ thực sự cũng không có tiêu gì. Tại vì hầu như cái này dễ quá, ai cũng biết làm hết. Không có cần phải chỉ và hướng dẫn gì, để lên nướng thôi. Nhưng có một số mẹo thì mọi người cũng chưa rành lắm. Thường là mình thấy một số nơi là luộc sơ xong rồi đem đi nướng. Cái đó giúp cho việc nhanh nướng nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ làm mất đi cái chất của sò điệp. Tại vì mất chất đi, bạn nướng thử một bên là luộc, một bên là nướng, mà thấy cái nướng nó sẽ béo hơn. Còn mà cái luộc rồi á, bạn nướng lại á, bạn bỏ này lên á, bỏ hành với tép mỡ lên bạn nướng lại thì nó không có ngọt và béo, là cảm giác nó giống như bình thường, giống như thịt luộc vậy, chẳng cái gì. Còn bạn để sống bạn nướng luôn á, còn đổ mỡ tép hành lên á thì nó lại béo và mặn ngon. Nói chung là nó sẽ khác vị so với. Không tin bạn làm thử đi. Làm cái bữa làm thử nghiệm rồi mà. Anh Linh chở mặt quá, anh nói cái luộc quá xong cho anh nó hỏi vô. Dạ không quá. Linh chở mặt nữa không? Nè, có video quay nè, bằng chứng nè. Có hai loại, một cái bạn luộc sẵn thì bạn sẽ bỏ mỡ vô á thì nó không có béo. Rồi mà cái mà sống á, bạn đổ dầu vô á thì nó sẽ béo hơn, nhưng mà thời gian chín của nó lâu hơn so với luộc sẵn. Cái gì nó cũng có hai mặt á, mặt lợi và mặt hại. Ok. Mày quay mày chạy đúng biết ai vậy? Vô cả bếp này chạy đúng biết ai chắc. Cũng đáng gì đâu, mất số đạo hết. Nhưng mà dân nhậu á lại thích nó ngồi chăm chi. Càng chấm muối, ăn lần lần ấy, lấy càng cầm chút chấm muối ăn. Còn nướng xong mới được ăn hả? Hả? Mình đánh bài vừa ăn luôn. Thôi bật quá đi ra cái gì đi. Ai làm cho con bài ăn đó. Cái này nóng nhanh hơn nước vị á. Chỉ mà mau. Thì lù đi, cái gì đâu. Lấy cái xô vô được không? Lấy cái xô vô được không? Mở ca luôn luôn ơi. Bạn thấy nó ngon, đúng là chạy nước miếng ha. Nhưng hầu như tất cả các món nướng thì mình đều thấy nó ngon hơn so với món luộc, đúng không? Nhớ đúng thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Đâu giờ mới cho kêu nó ăn gì con, nó cho nó tắt ra đâu. Tắt nãy giờ. Để trước nay này. Đó này ăn luôn đi cho nó nóng nè. À.
Hơn đến đây là video xin kết thúc và chúc bạn ăn ngon miệng theo những cách hướng dẫn của mình, đơn giản và hiệu quả. Thì bạn thích thì bạn nhớ like và đăng ký kênh mình nha. Còn nếu có dịp về Bình Thuận La Di thì gọi mình và mình sẽ dắt bạn đi ăn hoặc nấu cho bạn ăn cũng dễ mà. Bye bye.